Hôm nay, ở Châu Thiệm Bộ này, chúng con được thấy Phật truyền Pháp Luân Vi Diệu lần thứ hai. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiện Hiện, xe Pháp này chẳng phải chuyển lần thứ nhất, cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai. Vì sao? Vì đối với tất cả Pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng phải bị lưu truyền và chẳng phải bị hoàn diệt nên xuất hiện ở thế gian. Chỉ vì Pháp vô tính tự tính không nên xuất hiện ở thế gian. Nếu Đại Bồ Tát biết được như vậy, không bị phân biệt là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là Ba La Mật Đa rộng lớn, vì hiểu rõ tự tánh của các pháp là không. Tuy hiểu rõ tự tánh của các pháp đều là không, nhưng các Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không ràng buộc, không đắm trước vào các pháp, để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình. Tuy chứng Bồ Đề nhưng không thấy sự chứng đắc, vì chứng hay chẳng chứng pháp đều bất khả đắc. Dù chuyển xe pháp mà không thấy gì để chuyển, vì pháp lưu chuyển hay hoàn diệt đều bất khả đắc. Mặc dù cứu độ hữu tình mà không thấy có gì được độ, vì pháp thấy hay không thấy đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp thâm sâu của Đại Bồ Tát,